Đỗ Mỹ Linh mặc hở đi chấm thi. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh khoe vòng một lớp ló, chân dài khi ngồi ghế, nóng, một cuộc thi nhan sắc hôm 19 tháng 8. Đầm cúp ngực xuyên thấu làm nổi bật vòng một đầy đặn cùng phần eo phẳng của Hoa hậu Việt Nam 2016. Trang phục tôn vai trần, đường cong chữ S của người đẹp. Cô luôn đầu tư trang phục, chăm chút hình ảnh kỹ lưỡng mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Nói về lý do trở lại trong vai trò giám khảo cuộc thi dành cho phụ nữ đã sinh con, Đỗ Mỹ Linh cho biết cô có nhiều sự đồng cảm bởi bản thân đã làm mẹ. Cô mong sự xuất hiện của mình sẽ là động lực để những người phụ nữ có thể yêu thương và quan tâm đến bản thân mình hơn. Cô chăm chú theo dõi các màn trình diễn của dàn thí sinh trên sân khấu. Sau một năm sinh con gái đầu lòng, Đỗ Mỹ Linh được chồng ủng hộ trở lại showbiz. Cô cho biết khi con cứng cáp, cô sẽ thu xếp, dành thời gian cho công việc riêng như dự event, kinh doanh. Đỗ Mỹ Linh hội ngộ Hoa hậu Ngọc Hân ở sự kiện. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.